chuyện là cái ngực của em là cái ngực xà trĩa độ 2, Dạ. mình đặt lên cho nó xuống xà trĩa độ 1 là ok. Còn thứ nhất mình sẽ không có cái ngực vuông như hồi xưa, ngoại trừ một là mình làm bật T, là cái đường Dạ. mẫu này, hai đường mẫu này. Thứ hai là mình thu cái quầng cho thật là nhỏ, tức là cắt da tẹo quầng thật là nhỏ. Thì do đó đối với quan điểm bác về cái đẹp thì bác vẫn chọn câu chuyện túi. Đương nhiên người em nhỏ là phải đặt túi rồi, nhưng bác vẫn khuyến cáo em là nên đặt cái túi trước, rồi sau 6 tháng đến 1 năm mình coi cái ngực của mình như vậy đó, ok không? Không ok thì lúc đó mình thu quầng. Để chi? Tại vì nếu em đặt một cái túi vô em thu quầng, chắc chắn cái quầng của em nó rất là xấu. Đó là chưa nói đến câu chuyện là nó biến dạng đủ thứ. Ở đây bác ngồi bác khám bác mới thấy được, chứ còn em đâu có thấy ngực như vậy đâu. Rồi ai nói làm trước nó lên mổ nó đẹp hết chứ không có đâu. Một cái gì nó căng thì luôn luôn nó sẹo nó xấu. Cho nên nó là lý do tại sao bác sẽ không thu quầng cùng lúc với đặt túi ngực. Sau khi ổn định là đặt túi. Sao chỉ ổn Đó định là cái cái phần phương muốn pháp. thu thì mình thu Đúng rồi, mình lúc đó mình chỉ kê ủ tê xong mình kê tê mình thôi thôi. vậy mà tập vô nó có sợ gì không? Thứ nhất về nguyên tắc là cái ngực của em nó tập trung hết ngồi dưới từ cái đỉnh cái đầu vú Dạ. về phía dưới, ở trên nó không có gì hết. Cho nên mình đặt một cái túi vô vừa phải để trên nó có, ở dưới nó cũng có. Dạ. Em đồng ý không? Đó là cái câu chuyện mình cần phải làm, đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Thì do đó cái ngực này á, đối với bác kinh nghiệm của bác thì em nên đặt túi ra để khi mình đứng lên á nó đầy hơn phòng tránh. Dạ. À, và cân nhắc nữa một cái chuyện hồi nãy bác có hỏi em là em thích cái ngực to hay ngực nhỏ, thì em vẫn đang thích cái ngực to. Và em nhớ là khi mình đặt một cái túi to một cái túi nhỏ vào thì đương nhiên cái túi to nó sẽ làm cho xà trĩa nhiều hơn, xà trĩa sau thời gian dài sử dụng thì tốt nhất thì mình đặt cái túi vừa phải. Thì đối với bác cái ngực nha thì em nên đặt túi extra, kích thước nó khoảng từ 240 đến 270, 240 đến 270 em nha, đừng đặt lớn. Bắt đặt thì được cái khe của em nó bị sao Không phải cái ngực em là khai không? sát, Nó bị nhưng nó mà gì vì tại sao? Thứ nhất cái ngực của em là ngực xa trẻ, dẫn không? đến cái mô vú nó trì xuống. Em để ý Dạ. nè, con đường cái vú này cái ngực là em đâu có khai này, nhìn xuống này nó đâu có xa trẻ, sao nó đâu có xa đó, nó cái gì sai nữa, hai cái thằng chữ V này sai nữa. Nhưng vì xa trễ cho nên nó bẹt ra hai bên kia, nó rất cái vú nó xu hướng nó đổ ra phía ngoài và nó làm cho em cảm giác khe em nó xa, nó xa vì cái điểm tận cùng là nó gần đây này, nhìn đây này, điểm tận cùng của em nó gần, nhưng cái chảy này nó xa vì do hai cái này nó hai cái mô nó bẹt ra bay, hai cái đường vú nó quăng ra hai bên. Chứ là nếu mà đường vô đúng vị trí của nó như hồi xưa này đâu có xa, đúng không? Khi nó đứng dậy thì nó đâu có xa nữa đâu, ngực nhau mà xa gì, em hiểu không? Nó sức rạc nó xa nữa, đây là cái xương với da mà, em hiểu không? Là do cái cảm giác em nó xa chứ xa cái ngực em là sắc rạc luôn rồi đó Bạn nha em sao nha. bè Vì do ở đây nó không có mô, ở đây nó không có mô này, em thấy nó đâu có mô đâu. Còn bây giờ có đỡ vú nó lại nó đâu có sao đâu, đồng ý không? Cho nên về nhiệm vụ của mình là làm sao cho có cái gì nó bung cái này đây, đặt túi đi nó bung cái này đây, rồi giảm cái chuyện Mà đặt mặt đi lại đường lên. nào đó. Cái này thì nãy có cái giải thích á, thì cái ngực của em là một cái ngực xa trễ, và xu hướng nếu mà cái xu hướng để cho cái ngực nó đứng hơn, nó vuông hơn, nó đứng hơn, hoặc là đứng hơn nó không đổ phần dưới nhiều á, thì sau này mình sẽ thu cái quần sau đó. Okay. Thì do đó là mình sẽ đầu tiên là cái túi vô, sau đó mình thu quần, do đó bác sẽ đi đường quần. Để chi? Cái đường mổ của bác nằm đây này, quần là cái gì đây này, em thấy cái quần không? Bác sẽ đi cái đường mổ nằm trong quần này. Để chi? Giả sử em không thích thu quần thì đường mổ cũng đẹp, mà em thích thu quần thì phải bỏ ra cũng một đường mổ. Thì yếu ý là đó, chứ không cần đi đường chân nó bố Vậy là nếu em chọn 270 thì hai bên đều sai hết. nhiều sai ngược em không chơi. Nhiều, Hai bên nó nhớ là khi nó chơi nhau thì bắt buộc nó phải chơi đủ 25 cc thì mới đặt lại sai, còn nó chơi nhau 15 cc trở lại thì không đặt lại sai được. em đặt 270 thì nó bự lắm. Thì đó bác nói em cân nhắc giữa 240 là 275 70. Bác, nếu mà bác thì bác thấy cỡ nào mà Không nó phải, vừa. vì nãy em bác có test em một câu đó, thì em nói là em thích cực to, cho nên bác cũng cái đó thì em phải chọn. Thì hiểu đúng không? Ừ, tại vì cái đó Tại chị là không khó hình nói dung lắm, được, ví dụ đặt 270 vô thì nó to cỡ khó nào. lắm, khó nói lắm. Tại vì thứ nhất là cái số đo của em thì bác chỉ khuyến cáo là hai cái chỉ số đó đặt vô cái việc em là nó không có to. Còn bây giờ bị bất động nó nào cũng chọn được.
cái đó mình cân nhắc. Thì nếu mà thích về hướng to thì nặng 270, còn thiếu thích một cái ngực nhỏ hướng về tự nhiên nhỏ thì chọn 240. Cái đó nó em hiểu thì chỉ có cái ranh giới đó thôi, trên 25cc em nha. Nếu mà cái xu hướng em từ trước giờ em và bây giờ nãy cái câu test em là em vẫn muốn ngực to chứ, mà tự nhiên mà tự nhiên to chứ không phải tự nhiên mà tự nhiên nhỏ. Thì do đó bác em nó các em nó chuẩn bị túi cho bác là 240 và 270, thì có hôm mình bổ mình sẽ quyết định đặt bằng để bắt đo cái kích thước mới tạo khoa em hiểu không. Còn về nguyên tắc các em phải chuẩn bị hai cặp túi cho bác, thì lúc đó khách thích 240 thì lại 240, bảy cái khoan 240, thích khách 24-70 thì đặt bảy cái khoan. Ủa giữa hai cái size nó có cái size giữa không đó? Nó có một duy nhất thôi, nó chỉ có chênh nhau 25cc bằng